Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tin tặc Việt Nam tìm cách tấn công vào mạng Trung Quốc để lấy cắp dữ liệu. Hãng thông tin Reuters vào hôm thứ Tư đã đưa tin nhóm tin tặc APT32 ủng hộ chính phủ Việt Nam đã tìm cách đột nhập email cá nhân và các công việc nhân sự thuộc Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc và chính quyền thành phố Vũ Hán để lấy tin về virus corona. Dẫn tin của công ty Freeware chuyên về an ninh mạng tại Mỹ, hãng truyền thông Reuters cho biết điều tra viên tại Freeware và các công ty an ninh mạng khác khẳng định họ tin rằng nhóm APT32 phục vụ cho chính phủ Việt Nam. Đây là hình ảnh trụ sở của công ty Freeware tại Milas, California. Freeware là một công ty an ninh mạng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để bảo vệ chống lại các mối đe dọa trực tuyến được thành lập vào năm 2004. Các hoạt động gần đây của nhóm cho thấy một mô hình tin tặc do chính phủ chống lưng nhằm vào các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, cơ quan y tế để tìm kiếm các thông tin về bệnh mới và các nỗ lực đối phó. Trên trang blogger chính thức của mình, công ty Freeware đã khẳng định nhóm APT32 có liên quan đến chính phủ Việt Nam đã nhắm vào chính phủ Trung Quốc để lấy thông tin liên quan đến cúm Vũ Hán. Thông tin cho biết các cuộc tấn công cho thấy thông tin về virus là đối tượng ưu tiên của hoạt động gián điệp. Tất cả mọi người đều nhắm vào nó và APT32 là những gì mà Việt Nam có. Ben Red, quản lý cấp cao của bộ phận phân tích nguy cơ gián điệp Madrian của công ty Freeware đã nhận định như vậy với Reuters. Hãng truyền thông Reuters cho biết chính phủ Việt Nam đã không trả lời đề nghị bình luận về vấn đề này. Các email gửi tới địa chỉ email được các hacker sử dụng cũng không có được hồi đáp. Tương tự, Cục An ninh mạng, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp, chính quyền thành phố Vũ Hán cũng chưa đưa ra bình luận về vấn đề trên. Và bản thân đài BBC News ở London tiếng Việt cũng chưa thể kiểm chứng được tin này. Cũng theo Reuters, Việt Nam đã phản ứng rất nhanh trước thông tin xuất hiện virus corona chủng mới. Đó là việc đóng cửa biên giới với Trung Quốc và thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để truy vết và cách ly, giúp nước này khống chế số người nhiễm theo con số thống kê của nhà nước Việt Nam đưa ra là dưới 300 người. Adam Zina, một chuyên gia an ninh mạng của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York, nói với hãng Reuters rằng các hoạt động tin tặc cho thấy Hà Nội đẩy mạnh hoạt động trên không gian mạng. Và các vụ tấn công mới nhất mà Führer đã phát hiện được tiến hành trước một tuần so với ca bệnh đầu tiên được thế giới biết đến, ông đã nói như vậy. Không biết các cuộc tấn công vào Trung Quốc có thành công hay không, nhưng các vụ tấn công cho thấy các hacker, gồm cả tội phạm mạng và các gián điệp do chính phủ chống lưng, đã tổ chức các hoạt động của mình trong đợt dịch virus corona. John Hawkins, giám đốc phân tích cấp cao của Madrian đã cho hãng truyền thông Reuters biết như vậy. Và tin tặc Việt Nam hoạt động như thế nào? Đây là câu hỏi được đặt ra. Theo Freeware, APT32 nhằm vào một nhóm nhỏ người bằng công việc gửi email có đường dẫn có thể thông báo với hacker một khi người nhận mở email ra xem. Sau đó hacker sẽ gửi email với phần đính kèm độc hại có chứa virus gọi là MetaJack giúp họ có thể đột nhập vào máy tính cá nhân của nạn nhân. Cũng theo Freeware, APT32 tận dụng một bộ phần mềm độc hại có đầy đủ tính năng kết hợp với các công cụ có sẵn trên thị trường để thực hiện các mục tiêu phù hợp với lợi ích của nhà nước Việt Nam. Đây là hình ảnh một trang web chuyên về an ninh mạng phác họa sơ đồ mô tả quy trình tạo bẫy và tấn công của nhóm hacker APT32 còn gọi là Orange Lotus Group đã hoạt động từ ít nhất là năm 2013. Theo các chuyên gia, đây là nhóm hacker được nhà nước bảo trợ, theo Freeware cho biết. Ông John Hood, giám đốc phân tích tình báo của Freeware đã nhận định các chiến thuật mà APT32 sử dụng bao gồm các tên miền đăng ký giống với các công ty xe hơi, sau đó thực hiện các cuộc tấn công giả mạo như hình thức giả mạo thành một đơn vị hoặc cá nhân uy tín để chiếm lòng tin của người dùng. Sau đó họ lấy cắp thông tin của nạn nhân để truy cập mạng nội bộ. Và hãng truyền thông Bloomberg đã dẫn lời ông Mark Ellis, chuyên gia của công ty SZ có trụ sở tại Slovakia, phân tích trong cuộc tấn công này, tin tặc APT32 đã gửi tin nhắn qua Facebook có chứa phần mềm độc hại, được hiển thị như một album ảnh. Khi nạn nhân kéo lên xem, một trong những bức ảnh thực tế đã cài phần mềm độc hại trên máy tính của họ. Đây chính xác là những điều mà chúng tôi dự đoán. Một cuộc khủng hoảng xảy ra và thông tin trở nên khan hiếm. Từ đó các hoạt động gián điệp đánh cắp thông tin được triển khai, ông đã nói như vậy. Và câu hỏi được đặt ra, nhóm tin tặc là ai? Trả lời trên Bloomberg, ông Dick Kyle, giám đốc của công ty an ninh mạng FreeEase, cho biết họ đã theo dõi APT32, còn được gọi là Oakland Lotus, từ năm 2012.
Vào năm 2017, nhóm của ông đã điều tra một loạt các vụ tấn công mạng ở Mỹ, Đức và nhiều quốc gia ở châu Á và thấy rằng nhóm APT32 đã dành ít nhất 3 năm để tấn công các chính phủ nước ngoài, nhà báo và các nhà bất đồng chính kiến và các tập đoàn nước ngoài có lợi ích trong lĩnh vực sản xuất, hàng tiêu dùng và khách sạn ở Việt Nam. Và chuyên gia Mark Ellis cũng nói rằng APT32 đã từng sử dụng phần mềm độc hại này trong các cuộc tấn công vào các cơ quan chính phủ và tổ chức thương mại tại Đông Nam Á trong thời gian gần đây. Mục tiêu tấn công còn là các nhà hoạt động chính trị bất đồng chính kiến ở Việt Nam, dẫn theo lời của Bloomberg chia sẻ. Và hãng truyền thông Bloomberg cũng nói các chuyên gia an ninh mạng nhận định nhóm tin tặc Việt Nam đang học chơi theo kiểu giống như Trung Quốc, sử dụng các cuộc tấn công mạng ngày càng phức tạp để đánh cắp thông tin đối thủ và giúp Việt Nam bắt kịp các đối thủ toàn cầu. Đây là một câu chuyện của một Trung Quốc thu nhỏ. Adam Meyer, phó chủ tịch mảng tình báo của Close Threat đã đánh giá như vậy. Và Việt Nam đã bác bỏ cáo buộc tin tặc tấn công Trung Quốc. Đây là hình ảnh dòng Twitter của công ty an ninh mạng FreeRay nói rằng họ tin nhóm tin tặc APT32 được chính phủ Việt Nam hậu thuẫn đã nhắm vào chính phủ Trung Quốc để lấy thông tin liên quan đến cúm Vũ Hán. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phủ nhận chính phủ hỗ trợ nhóm APT32 đánh cắp thông tin về cúm Vũ Hán của Trung Quốc. Thông tin được đưa ra cho biết đây là những thông tin không có cơ sở. Việt Nam nghiêm cấm các hành vi tấn công mạng nhằm vào các tổ chức cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Ông Ngô Toàn Thắng, phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong cuộc họp báo trực tuyến thường kỳ vào chiều ngày 23 tháng 4 đã chia sẻ như vậy. Ông Thắng lên tiếng về thông tin hãng bảo mật FreeRay có trụ sở tại Mỹ cho rằng chính phủ Việt Nam hỗ trợ nhóm hacker tin tặc APT32 tấn công mạng của các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Người phát ngôn của Việt Nam này cũng nói tiếp, các hành vi tấn công đe dọa an ninh mạng cần phải được lên án và trừng trị nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Ông Thắng vào năm 2018 cho biết như vậy và Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật an ninh mạng. Việt Nam đang toàn thiện, hoàn diện dần những cái văn bản, pháp quy để thực hiện, thực thi luật nhằm ngăn chặn các hành vi tấn công trên mạng. Ông đưa tiếp thông tin, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để tranh đấu và phòng tránh và chống các hành vi tấn công mạng dưới mọi hình thức. Ông Thắng đã đưa ra lời kết luận. Một Facebook cũng từng là doanh nhân và cũng hay viết bài cho đài BBC ở London nhận định rằng đây có thể là một cái bẫy do Trung Quốc sắp đặt để lấy cớ gây sự với Việt Nam giữa tình hình Biển Đông đang căng thẳng. Đây là hình ảnh vào 13 tháng 4, tờ Hoàn Cầu Thời báo đã dẫn lời phát ngôn viên Hải quân Trung Quốc cho hay nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của nước này đã lần lượt vượt qua eo biển Miako, eo Ba Sĩ tiến vào Biển Đông để tổ chức tập trận. Trung Quốc hiện đang tỏ nhiều dấu hiệu đe dọa và sẽ dùng vũ lực để độc chiếm Biển Đông. Hãng bảo mật FreeRay cũng ngụ ý rằng rất nhiều nhóm cũng tấn công vào Viện Nghiên cứu P4 của Trung Quốc. Thế nhưng tại sao họ chỉ nêu tên Việt Nam lúc này trong lúc tình hình Biển Đông đang nóng? Facebook Ngô Trường Anh đã đặt câu hỏi về vấn đề nghi vấn không phải đối với Reuters mà đối với nguồn tin là công ty an ninh mạng FreeRay. Thông tin được cho biết, cần biết rằng quần đảo Trường Sa có hơn 100 thực thể lớn nhỏ, trong đó Việt Nam quản lý 21 thực thể, Trung Quốc quản lý 7 và Malaysia, Philippines và Indonesia cùng vùng đông bắc của đảo Natura chia nhau phần còn lại. Trong tình hình căng thẳng ở Trường Sa hiện nay, Trung Quốc đưa tàu sân bay Liêu Ninh áp sát. Mỹ cũng đưa các khu trục hạm ra để đảm bảo tự do hàng hải. Trong bốn nước Malaysia, Philippines, Việt Nam và Philippines thì người Mỹ sẽ ưu tiên bảo vệ ba nước còn lại trừ Việt Nam. Việt Nam thân cô thế cô vì không có hiệp ước đồng minh với Hoa Kỳ mà chỉ là đối tác. Trong khi đó, Malaysia, Indonesia là đồng minh chống khủng bố của Mỹ. Philippines thì thân thiết, xưa nay từ ngoại giao đến văn hóa. Ba nước Malaysia, Indonesia và Philippines là bộ ba quan trọng trong chiến lược đặc biệt diệt trừ khủng bố toàn cầu ở khu vực này mà nhóm ADU, ACF đã liên tục gây ra. Và bản thân Malaysia và Indonesia cũng rất cứng rắn trong vấn đề chủ quyền biển đảo. Do đó, người Mỹ chống lưng. Trình bày giản lược để thấy rằng Việt Nam là nước dễ bị tổn thương nhất và là mục tiêu có khả năng bị tấn công nhất bởi Trung Quốc trong vấn đề về Trường Sa. Người Mỹ chỉ lên tiếng khi vấn đề tự do hàng hải chứ không nhất thiết bảo vệ Việt Nam và họ sẽ không bảo vệ Việt Nam nếu không có hiệp ước đồng minh nào. Và tại sao mũi dùi lại chĩa vào Việt Nam vào lúc này? Cây bút Ngô Tưởng Ảnh Vũ nêu quan điểm trên Facebook cá nhân của mình. Và gần 25.000 địa chỉ và mật khẩu email của quỹ Bill Gates và Tổ chức Y tế Thế giới vừa bị phát tán. Đây là hình ảnh dòng tweet của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros chỉ ghi một chữ COVID có nghĩa là hãy tha thứ cho tôi, cùng thời điểm tin tức
về vụ hacker tiết lộ 25.000 email và mật khẩu. Các tổ chức được cho là vừa bị rò rỉ thông tin bao gồm Viện Y tế Quốc gia Mỹ, Tổ chức Y tế Thế giới, Ngân hàng Thế giới, Viện Virus học Vũ Hán và Quỹ Bill Gates. Một danh sách gồm gần 25.000 địa chỉ và mật khẩu email được cho là thuộc về một loạt các tổ chức như Viện Y tế Quốc gia Mỹ, Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Bill Gates cũng vừa bị phát tán trên mạng. Đây là thông tin vừa được Threat Intelligence Group, tổ chức phi chính phủ chuyên giám sát các nhóm cực đoan và khủng bố, trực tuyến công bố vào hôm 22 tháng 4 theo tờ Washington Post. Và hiện tại, Threat vẫn chưa thể xác định được số địa chỉ và email và mật khẩu email bị phát tán này có thực sự thuộc về các tổ chức như Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Từ thiện Bill Gates hay không. Cũng như theo Threat, những thông tin trên đã được phát tán từ ngày 19 tháng 4. Những thông tin về địa chỉ và mật khẩu email được cho là các quỹ này đã bị phát tán và được biết danh sách 25.000 địa chỉ và mật khẩu email có nguồn gốc không rõ ràng đã được đăng tải lần đầu tiên trên 4 trang một diễn đàn mạng nổi tiếng với những bình luận chính trị cực đoan và gây thù hận. Những thông tin này sau đó đã được phát tán rộng qua Tweet và một số kênh Telegram của đối tượng cực hữu. Và những đối tượng theo chủ nghĩa phát xít mới và chủ nghĩa da trắng cực đoan đã tận dụng bản danh sách này và phát tán mạnh mẽ lên các diễn đàn của chúng. Các phần tử cực hữu đã lợi dụng những dữ liệu này để kêu gọi một cuộc chiến dịch quấy rối, trong khi liên tục chia sẻ các thuyết âm mưu về đại dịch cúm Vũ Hán. Đây là một phần trong những hoạt động kéo dài nhiều tháng của phe cực hữu nhằm vũ khí hóa đại dịch Vũ Hán. Richard, một giám đốc điều hành của Threat, cho biết như vậy. Và bản báo cáo của Threat cho biết, Viện Y tế Quốc gia Mỹ có khoảng 9.938 địa chỉ và email mật khẩu của email đã bị phát tán trên mạng. Đây là hình ảnh hai vợ chồng tỷ phú Bill Gates cùng quỹ từ thiện Melody Gates đã là nạn nhân của vụ tin tặc này. Đứng sau là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ với 6.857 thông tin bị rò rỉ. Con số này với Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới lần lượt là 5.120 và 2.732. Đặc biệt, những thông tin về địa chỉ và mật khẩu email được cho là thuộc về Viện Virus học Vũ Hán và Quỹ Kit Media của Bill Gates cũng bị phát tán, theo Threat. Ông Robert Porter, giám đốc điều hành của công ty an ninh mạng Internet 2.0 Úc, đã xác nhận các địa chỉ email và mật khẩu của Tổ chức Y tế Thế giới bị rò rỉ là có thật. Ông đã sử dụng địa chỉ email và mật khẩu phát tán trên Internet để truy cập thành công vào hệ thống máy tính của Tổ chức Y tế Thế giới. Cách họ đặt mật khẩu email thật đáng quan ngại. 48 người thậm chí đã dùng mật khẩu là password. Một số người khác sử dụng mật khẩu là tên của chính họ. Ông Porter cho biết như vậy. Và cũng theo ông Porter, danh sách địa chỉ email và mật khẩu bị phát tán nói trên có thể đã được một đối tượng mua từ giới hacker hoạt động trên dark web, vốn thường được biết đến như là một mảng tối của Internet, tập hợp những trang web không thể truy cập hay tìm thấy thông qua các công cụ tìm kiếm như Google hay Bing. Theo đó, những thông tin bao gồm địa chỉ email và mật khẩu của Tổ chức Y tế Thế giới có thể đã bị đánh cắp bởi hacker trong một vụ tấn công mạng diễn ra vào năm 2016. Trong thông cáo báo chí được đưa ra vào hôm 22 tháng 4, Quỹ Bill Gates Media Gates đã khẳng định quan sát cho vụ việc này tiếp tục và đồng thời cho biết vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu vết nào cho thấy dữ liệu của tổ chức này bị rò rỉ. Trong khi đó, CDC của Hoa Kỳ, Tổ chức Y tế Thế giới và Ngân hàng Thế giới đã từ chối đưa ra bình luận. Tin tặc Việt Nam đã từng gây ra các vụ đột nhập bất hợp pháp vào năm 2019, tấn công cả những công ty lớn như hãng xe BMW của Đức, được cho rằng đã đánh cắp dữ liệu, kỹ thuật để sản xuất ô tô. Cũng thời điểm đó, một nhà tư bản đỏ là ông Phạm Nhật Vượng cũng dùng tiền cùng với sự bảo trợ chính trị của các quan chức chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam độc tài khét tiếng ở Hà Nội là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Phú Trọng để xây dựng một nhà máy ô tô tại Việt Nam. Và hành động đánh cắp thông tin công nghệ này là cách dã man nhất trong các thủ đoạn đen tối để làm kinh tế, nhưng lại nhanh thu được lợi nhuận và các liên minh ma quỷ tại Việt Nam vẫn thường hay áp dụng. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6, ngày 24 tháng 4 năm 2020 với bản tin Tin tặc Việt Nam tìm cách tấn công vào mạng Trung Quốc để lấy cắp dữ liệu. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.